Jimmy, có nằm cái crypto nào để invest lên cái tháng này không? Tháng 10 á. Ok, vậy là trong tháng 10 này em muốn tìm cái crypto nào tốt để đầu tư đúng không? Năm cái đúng không? Ok, anh sẽ nói nhanh ngắn gọn cho em lấy tờ giấy viết xuống nè. Đầu tiên đó là Dogecoin. Anh nói Dogecoin hoài hồi bữa cho đến giờ. Và đến thời điểm này, ngay bây giờ luôn đó, anh mua lúc mà 3 cent mà bây giờ đến thời điểm này anh vẫn mua thêm. Và ngày hôm nay cái giá của nó chỉ có khoảng chừng 22-23 cent thôi. Rất là ghẻ em, tại vì anh thấy là từ 70 cent rớt xuống ngay bây giờ. Dogecoin có rất là nhiều các utility chuẩn bị sắp ra, thêm trở lại. Và nó có những cái dự án, theo anh nghĩ trong thời gian sắp tới nó sẽ bùng nổ rất là cao trong thời gian sắp tới. Đó là cái quan điểm của anh. Và anh vẫn tin đến ngày hôm nay Dogecoin sẽ trở thành đồng tiền của nhân loại. Cái điều số 2 anh muốn nói với em đó, đó là PancakeSwap em. Ticker là CAKE. Khi bạn biết tới PancakeSwap, nó blow cái mind của anh. Tại vì sao? Tại vì PancakeSwap nó là một cái exchange. Thí dụ em muốn đổi tiền từ Binance qua tiền của USDT, USDT qua những cái coin khác. Nói chung là những cái GameFi, những cái NFT á, mà cần lo nó thường thường nó hay lo trên PancakeSwap. Và cái nền tảng của PancakeSwap rất là cần thiết. Và nó có earn interest, nó có farming. Nói chung là ngày hôm nay anh không muốn nói quá nhiều về PancakeSwap, nhưng mà em cứ go check it out đi. PancakeSwap anh sẽ đầu tư vào, và PancakeSwap nó sẽ bự trong tương lai. Ok, ticker là CAKE. Đó là cái coin số 2. Coin số 3 là Ecomi. Anh nghĩ là lúc anh nói về Ecomi giá nó 3 cent, bây giờ lên tới 7 cent mấy. Anh nghĩ vẫn còn gà hiện tại như bây giờ để vào nếu em chuẩn bị đầu tư trong long term giữ khoảng chừng 2 năm hoặc là 3 năm. Tại vì cái digital collectible market nó sẽ rất là bự trong tương lai. Và thằng Ecomi nó có luôn cái phần GameFi cũng như là Metaverse. Và công ty số 3 anh nghĩ là probably nếu em muốn đầu tư vào là Decentraland. Decentraland là Metaverse, là Virtual Land. Anh nghĩ là Virtual Land rất là bự trong tương lai. Đó, và bây giờ cái giá của Decentraland nó đang drop xuống còn 74 cent. Anh nghĩ cái giá nó cũng còn đang rất là rẻ. Nếu mà em vào được chừng 70 cent hay là 68 cent hay là 74 cent luôn, giá rất là rẻ vào. Và cái thằng cuối cùng anh muốn nói tới đó là thằng Phantom. Nếu em muốn mua đó thì Phantom hiện tại ngay bây giờ nó là một cái DeFi competitor với Solana cũng như là competitor với thằng Cardano. Giá hiện tại ngay bây giờ cũng còn rất là rẻ. Và năm đây là năm cái coin mà anh nghĩ nó an toàn và có thể cho em đầu tư vào long term. Good luck nha em nha. Cảm ơn nha.